Trả lời phỏng vấn của BBC hồi tháng 5 2023 về lao động Việt tại Đài Loan, Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết lý do chính khiến nhiều người chọn để làm bất hợp pháp là vì thu nhập. Lao động phải trả tiền thuế, tiền khám sức khỏe, tiền phục vụ cho công ty môi giới Đài Loan lên đến khoảng 2.000 USD trong 3 năm. Tiền bảo hiểm lao động, tiền làm giấy cư trú tính ra số tiền bỏ ra cũng cao. Người làm bất hợp pháp thì có thể một ngày kiếm được 100 USD, trong khi đó người hợp pháp kiếm cùng số tiền lại bị trừ vào các loại tiền thuế, khám sức khỏe, do đó trốn ra ngoài làm thì lợi hơn. Họ có thể làm một năm mà kiếm được tiền tương đương 3 năm trong hợp đồng. Cạnh đó, có một số lý do khác nữa khiến nhiều người đang làm việc hợp pháp quyết định bỏ trốn. Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm, như một số lao động nữ bị hãm hiếp, lạm dụng tình dục, hành hung không ai giúp đỡ hoặc bị môi giới dụ dỗ trốn ra ngoài để đi làm nhiều tiền hơn, hứa hẹn họ không bị làm nhục nữa.